Ok, xin chào tất cả các bạn và các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chúng ta một cái chuyên đề tiếp theo về từ loại. Phần này là phần thứ hai của cái chuyên đề từ loại trong cái chuyên đề 6 dạng bài tập trong đề thi tuyển sinh lớp 10. Trong đề thi tuyển sinh lớp 10 nó có phần tự luận. Và phần tự luận thì cái phần này là một trong những cái phần không thể thiếu. Và đa số các bạn rất sợ cái phần này bởi vì cái vốn từ vựng của các bạn ít là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái khi các bạn học từ vựng thì các bạn không học các cái loại từ khác nhau, các bạn chỉ học duy nhất một cái từ đó thôi. Cho nên là các cái biến đổi sang các cái dạng khác của một từ từ một cái từ gốc các bạn không biết. Cái thứ hai là cái cách để chúng ta xác định cái phần bài làm là chúng ta cũng chưa nắm được. Cho nên là hy vọng rằng trong cái phần này khi thầy hướng dẫn xong toàn bộ cái chuyên đề này thì các bạn sẽ nắm được cái cách làm bài tập. Còn từ vựng thì các bạn phải bổ sung thêm cái phần vốn từ vựng của mình. Thì bây giờ đây là phần thứ hai cho nên nó sẽ bắt đầu từ câu số 31. Thầy đã làm 30 câu đầu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang tiếp 30 câu tiếp theo từ câu số 31 đến câu 60. Thì trước hết ta đi vào cái câu số 31 này. Quan trọng nhất của cái dạng bài này là cái cách đầu tiên. Cái đầu tiên nhé là các bạn phải xác định cái vị trí chỗ trống này, ta điền vào đây một cái từ loại gì. Đấy, thì chúng ta mới có thể làm được cái dạng bài tập này. Thì chúng ta nhớ là ở đây cái động từ to be này. Như vậy thì chỗ này nó sẽ điền vào đây là một tính từ này. Từ nhé. Ta phải xác định trước cái này trước khi chúng ta làm. Tính từ như vậy bây giờ chúng ta sẽ chuyển cái từ này sang tính từ này. Dangerous. Đấy. Như vậy đó chính là cái cách mà chúng ta làm cái dạng bài này nhé. Quan trọng là cái cách xác định trước. Đây to be này. Ở chỗ này chắc chắn cũng sẽ là một tính từ này. Tính từ nhé. Chỗ này là tính từ này. Đó, khi ta xác định được cái này rồi ta mới bắt đầu ta đi làm bài này. Còn các bạn chưa xác định được thì khi mà chúng ta chưa xác định được thì chắc chắn là chúng ta sẽ không có cách nào để chúng ta làm cái bài này cả. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn có biết nó là từ loại gì đâu để các bạn chuyển đúng không? Cho nên là trước hết ta phải xác định trước, sau đó ta chuyển. Thì cái chỗ này chúng ta có một cái cấu trúc là browse up. Tự hào về một cái gì đó, to be proud of something or somebody. Nghĩa là chúng ta tự hào về một cái gì đó. Tiếp theo này. Câu này các bạn để ý cho thầy nha. Các bạn thấy là cái vị trí chỗ này sẽ là một danh từ nhá. Ok, danh từ. Đầu tiên chúng ta xác định danh từ, sau đó chúng ta mới tìm cách chúng ta chuyển cái từ này sang danh từ. Đó là entertainment. Các hoạt động giải trí hoặc là sự giải trí. Ok, yeah. Sản phẩm, cái từ này là từ produce, sản xuất. Như vậy đây là cái sản phẩm của cái nhà máy này thì đã được tiêu thụ rộng khắp cả nước. Như vậy chỗ này chúng ta phải điền vào đây một danh từ. Ok, như vậy khi chúng ta xác định được danh từ rồi chúng ta mới bắt đầu chúng ta đi nghĩ đến cái việc chúng ta chuyển đổi cái từ này nhé. Và cái từ này của nó chúng ta chuyển sang sản phẩm là product. Và ở đây này, đến đây chưa đủ đâu nhá. Ta để ý cái động từ to be chỗ này là A này. Như vậy cái danh từ chỗ này nó phải là danh từ số nhiều này. Đó. Như vậy chỗ này chúng ta phải thêm S vào này. Đấy. Nếu chúng ta không thêm S thì tự nhiên câu này chúng ta đã làm sai nhé. Mặc dù chúng ta chuyển product nhưng chúng ta vẫn sai. Những người trẻ tuổi thì nên cố gắng hết sức để đóng góp xây dựng đất nước. Như vậy chỗ này là một động từ. Ok, như vậy bây giờ ta sẽ chuyển cái từ này sang động từ. Đó là từ contribute. Ok. Đây là cái động từ nghĩa của nó là đóng góp. Góp sức, đóng góp. Ngày nay thì có nhiều hình thức giải trí ở khắp mọi nơi. Hình thức giải trí ở khắp mọi nơi như vậy
Sau cái từ many là danh từ và cái này danh từ rồi này. Thì cái này chúng ta phải chuyển sang tính từ này. Cái này đuôi ti này đang là đuôi của danh từ này. Có một phần thầy đã hướng dẫn các bạn cái cách về xác định đuôi của danh từ và đuôi của tính từ. Thì phần này các bạn làm cho thầy như sau. Thứ nhất là các bạn chuyển cái từ này sang tính từ này. Virus. Và cái từ này nghĩa của nó là nhiều. Câu tiếp theo, câu này. Câu này chúng ta phải điền vào đây là một cái cụm từ có cái cụm từ như thế này. To be chuyển sang phần tiếng Anh chút nhé. Ok, to be a was up. Cái từ này nó sẽ bằng với cái động từ know, nghĩa của nó nhé. Cơ bản là ta hiểu nó sẽ bằng với từ know. Có nghĩa là nhận biết, nhận thức hoặc biết về một cái gì đó. Như vậy đối với câu này thì khi chúng ta đã biết nghĩa của nó như vậy thì chữ này chúng ta sẽ dùng chuyển về thành là was. Hồ Hoàn Kiếm này là một cái địa điểm ở Việt Nam, địa điểm nào đó, địa điểm gì đó ở Việt Nam. Chắc chắn là chỗ này chúng ta phải điền vào đây là tính từ rồi. Bởi vì mạo từ ơ này, danh từ này thì cái chỗ này chúng ta điền vào tính từ. Phần trước thầy đã hướng dẫn cách cách tạo một danh từ rồi nhé. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ chuyển cái từ này sang tính từ là historical. Historical thuộc về lịch sử hoặc lịch sử. Cậu ta là một cái người nào đó nổi tiếng mà tôi từng biết. Như vậy ở đây là người ta cho từ act, ta chuyển sang thành actor. Một diễn viên, actor là diễn viên. Cậu ta là một diễn viên nổi tiếng mà tôi đã từng biết. In countries people work an average of 10 or 12 hours a day. Ở các nước công nghiệp nhé. Như vậy cái chỗ này là tính từ thì cái từ này ta chuyển thành industrial. Thuộc về công nghiệp, industrial country. Thuộc về công nghiệp. Có 41 này. Như vậy chỗ này phải điền vào đây là một là danh từ. Danh từ. Đây cái chỗ thầy và đây là danh từ rồi thì đây sẽ là tính từ. Tính từ. Và bây giờ ta sẽ tìm cách ta chuyển cái từ này sang tính từ. Culture thuộc về văn hóa. Có nhiều hoạt động văn hóa ở trong những cái ngày này. Này là một danh từ làm chủ ngữ này. Như vậy ta phải chuyển cái từ này sang danh từ. Advertisement. Đây là cái sự cái quảng cáo. Ở một một số quốc gia thì cái quảng cáo khiến cho những người trẻ tuổi mua những thứ mà họ không cần đến. It's easy to tell the between. Như vậy ở đây chúng ta sẽ điền vào đây một danh từ. Danh từ của từ difference. Đó chính là difference. Những cái sự khác nhau cho nên đây ta nên thêm F vào. Bicycle à. Đây là câu bị động. Thì động từ này chúng ta sẽ thêm đuôi đi. Produce. Sản xuất.
Động từ là nghĩa của nó là sản xuất. Những chiếc xe đạp tốt nhất được sản xuất trong cái nhà máy này. Mọi doanh nhân thì đều biết về tầm quan trọng của quảng cáo. Ở này, như vậy chỗ này là phải một danh từ. Danh từ ở cộng với danh từ. Như vậy ở đây chúng ta sẽ dùng importance. Importance. Thể dục buổi sáng là rất hữu ích cho sức khỏe của chúng ta, khỏe của bạn. Như vậy ta sẽ dùng một tính từ đó là useful, hữu ích, có ích. Câu 47 này. Bạn nên có cái gì đó từ cái máy tính này. Service. Sự phục vụ. Chúng ta có thể tìm thấy một cái gì đó thú vị ở những cái quảng cáo trên các tờ báo ngày nay hoặc trên TV. Như vậy ta lại quay lại cái từ advertisement. Ok. Tiếp theo câu 49. My mother has bought a new cooker. Như vậy chỗ này ta phải điền vào đây một tính từ này. Tính từ. Từ bắt đầu từ cái từ ơ này nhé, cho đến cái đoạn hết này nó sẽ là hợp thành một danh từ. Và ở đây có tính từ này thì đây nó sẽ phải thêm một tính từ nữa. Electrical. Thuộc về điện hoặc là đồ điện. Như vậy electrical cooker có nghĩa là cái nồi cơm điện. Ok, đi bộ, đi dạo hoặc đi cắm trại, đi câu cá thì ta dùng verb in với cái từ này. She has a có một cái cảm nhận, cảm nghĩ gì đó thì ta dùng từ feeling. Đây là danh từ. Bad plan lead to, dẫn tới một cái kế hoạch tồi thì sẽ dẫn tới sự khó khăn, những cái sự khó khăn về sau. Chỗ này thầy chuyển sang số nhiều, những cái sự khó khăn về sau. Từ chuyển từ y dài sang y ngắn thêm es, chuyển sang số nhiều. Đây là một trạng từ, như vậy ta dùng là comfortably. Con ngựa đã giành chiến thắng một cách dễ dàng. My younger sister has speaking Vietnamese. Có sự khó khăn trong việc nói tiếng Việt. Danh từ. How wide? Hỏi về chiều rộng. You must always tell the. Sau mạo từ the thì danh từ, và cho đây ta dùng truth. Sự thật. Cái từ này là nghĩa của nó là sự thật. Đây là một tính từ. Và tính từ của từ này là tính từ friendly, thân thiện. Cậu ấy rất thân thiện với mọi người. Vì vậy cậu ấy có rất nhiều bạn bè. Friendly. The wind blow very strong, strongly. Trạng từ. Gió thổi rất mạnh vào buổi tối hôm qua. She is a towards her children. Cô ấy rất là
chăm sóc bảo vệ những cái đứa con của mình, ta dùng protective, bảo vệ, che chở. My aunt used to live in a distant. Người cô của tôi thì thường sống ở một cái vùng, một cái ngôi làng hẻo lánh, xa xôi, distant. Tính từ. Ok. Như vậy là thầy đã hướng dẫn chúng ta tiếp 30 câu của cái phần word form trong chuyên đề 6 dạng bài tập thường gặp trong đề thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. Trong cái clip này thì thầy đã hướng dẫn chúng ta cái cách xác định, cách làm cũng như là chuyển đổi một số từ. Thì những bạn nào không nhớ thì các bạn có thể ghi chép lại các cái phần đáp án để chúng ta học nhé. Ok, xin cảm ơn tất cả các bạn và các em.